Ráng lắm. Hôm đấy buổi sáng đẹp trời đi tè tè, lúc đấy tầm 5 giờ sáng tè xong ra đi vào leo lên giường xong thấy ướt ướt. Vỡ ối rồi. Lúc đấy mà nghĩ được vỡ ối thì đã thông minh. Lúc đấy như thế này mình bị tè xón. Mình bị tè dầm. Cảm giác hoài nghi bản thân. Bảo chứ ủa sao tự nhiên cái mình bị tè dầm sờ. Đi vào toilet tiếp. Xong rồi lại đi ra. Mình cũng chẳng nghĩ gì. Xong rồi tại vì đó không đau, không cơ gò giả, không có một cái dấu hiệu gì cả. Mình đứng mình nghĩ một hồi. Đúng cảm giác đứng giữa nhà như thế này. Xong rồi lúc ra 5 giờ sáng cứ nghĩ đi nghĩ lại. Bảo chứ chuyện gì xảy ra như thế này. Quyết định vào gõ cửa phòng. Mama, con vỡ ối rồi. Mama, con vỡ ối rồi. Lúc đó là thông minh rồi đó. Lúc đấy là đã bắt đầu hoạt động trở lại. Không, ngay từ chỗ của chị Uyên mình muốn nói một điều như thế nè. Tại chị Uyên nghĩ là phải có gò nè, rồi phải râm ran rồi các kiểu. Tôi bị vỡ ối ngay tại hội trường Đại học Kinh tế Luật. Vì sao? Vì mẹ ruột của tôi thêm một bác hàng xóm nhiệt tình của nhà tôi luôn khăng khăng rằng nước ối nó màu hồng. Nước ối nó phải là màu hồng hay là nó tái hồng. Nhưng kính thưa quý vị, từ 7 giờ tối hôm trước thực ra tôi đã rỉ ối nhưng nó không có hồng. Nó màu trắng. Và tôi nghĩ rằng chắc xóm thôi. Sáng hôm sau tôi vẫn xách đít đi dạy mà. Và đó là lý do mà khi mà tôi làm một cái xà nó ướt hết cái sàn thì tôi nói này là ối rồi nè. Giờ nó màu gì thì tôi không cần biết. Phải chi mà mọi người đừng có cam đoan cái vụ nước ối màu hồng. Tôi đâu có đi dạy vào sáng hôm đó. Mình là gọi là nhà văn thì hơi quá. Mình chỉ là tác giả thôi. Mình là tác giả Uyên Bùi. Cái hành trình bỉm sữa của chị đã được bắt đầu bằng cái dấu ấn là mình biết tin mình mang thai rồi. Thì cái thời điểm đó nó như thế nào? Thời điểm đó kỳ cục lắm. Ngoài ý muốn. Hồi đấy là chị sống chung thôi, sống chung với lại bạn người yêu ấy. Thế thì bảo là thôi bây giờ bọn mình sống chung với nhau cũng đủ lâu rồi, giờ chuyển qua kiểu tiến hóa mà chuyển qua cấp độ cao hơn đi, giờ có được nâng cấp mối quan hệ. Đúng rồi, nâng cấp mối quan hệ. Bây giờ từ level làm kiểu người yêu, bây giờ làm bố mẹ đi cho nó vui. Thế kiểu ok, là bố mẹ. Thế thì bảo là dâng lên kế hoạch nữa. Anh đâu chơi game hả? Đúng rồi. Xong rồi nửa năm nữa có con. Thì nhẽ ra đã đợi nửa năm nữa có con thì lúc đấy mình hãy ngưng uống thuốc, tại vì lúc đấy đang uống thuốc tránh thai theo tháng để cho chắc á. Tuần trước thì làm sao biết được, tại vì mình được uống thuốc cũng tương đối lâu rồi, không biết được là mình có thể dính bầu ngay hay không. Chưa kịp tiêm phòng, chưa kịp làm gì hết, ngưng thuốc tháng trước, tháng sau dính bầu, tháng sau dính bầu. Cái này giống như chơi game mà bắt được cục kim cương cái nó up level lên luôn vậy đó. Hoạt động hơi mạnh mẽ. Lại còn thế này cơ. Năm 2012 á, cái năm đấy là con rồng vàng, mọi người đi săn rồng. Xong rồi mọi người cũng bảo chị cũng đi săn rồng, kêu không chị bị sụp hố. Chị nhớ là ngày hôm trước là cái ngày mà biết tin đã có đầu. Thì lại là ngày 2 tháng 1 2012. Tại vì ngày hôm trước là ngày 1 tháng 1 2012. Vẫn còn đi bar, vẫn còn uống cocktail. Bình thường thì là kỳ kinh nó rất là chuẩn á. Thành ra chỉ cần trễ một ngày thôi. Mà ở biết không, cái cảm giác mà cái bản năng làm mẹ nó rất là tốt á. Không hiểu tại sao sáng hôm đấy thức dậy rất là sớm. Ngày hôm trước vẫn còn tung tăng mặc váy ngắn, mang hú cao thế này. Hôm sau chạy ra hiệu thuốc, mua một cái que quýt stick. Nhưng cái tín hiệu nào mà chị quyết định đi ra mua que thử? Tại vì hôm trước lúc mà chuẩn bị đi về á, tự nhiên đang đứng, nó có cảm giác bồng bềnh. Đúng rồi, cái này nó trao đảo một cái giống như kiểu là bạn bị say sóng á. Nó chỉ có một cái giám rất là nhanh như thế thôi. Tại vì mình uống nước ngọt, tại sao mình say được. Sáng hôm sau mình mới nhận ra là mình bị trễ kinh một ngày rồi. Thường thường người ta trễ kinh một ngày người ta không có xoắn lên. Bà bồ còn đang ngủ lặng lẽ bò ra ngoài pharmacy. Chị bán cho em một cái que thử thai nhanh. Xong rồi lặng lẽ bò về nhà. Xong rồi lặng lẽ chui vào trong toilet. Xong rồi đến lúc nhìn cái que hai vạch, biết cảm giác nào không? Nó rung như thế này. Lý do tại sao rung chị? Tại vì không có sẵn sàng cho chuyện đấy. Nó update nhanh quá. Nửa năm sau mới có con. Tại vì lúc đấy mình vẫn chưa sao cho mình còn chưa tiêm phòng chưa gì cả. Nó giống như kiểu trên trời rớt có bọt xuống đầu mình á. Xong rồi cầm cái que rung như thế này nè. Tiên không? Mồ hôi nó tứa ra. Tiêu đời rồi đấy. Lúc đấy bạn bồ còn đang ngủ. Mới bảo anh mà đứng xa lắm. Cái giường túc bên kia, mình đứng túc ở phía bên này. Anh dậy đi, em có chuyện cần phải nói với anh. Nhưng mà có chuyện gì mới được chứ. Em lại đây. Lại đây đâu mình nói. Không, em phải đứng đây em nói. Xí cho hỏi, từ lúc quen nhau đến tại thời điểm đó có bao giờ bắt đầu một cuộc nói chuyện với cái tâm thế chưa, như vậy chưa? Chưa, đấy là lần đầu tiên. Trời, hèn chơi giọng rất ngơ ngác. Kiểu bình thường là muốn nói chuyện gì là sẽ rút kiểu là làm con mèo con rút xong rồi mới nói chuyện tủ tả gì. Anh ơi em có chuyện nói. Đằng này là mặt rất là nghiêm trọng, tay cứ giấu đường sau. Bà có chuyện gì? Bảo em có chuyện rồi. Xong rồi ông nhìn một hồi, ông nhìn chứ. Có con đúng. Ông chưa nhìn thấy luôn. Ông nhìn thấy mặt, ông nhìn tay giấu đường sau, ông biết rồi. Hai vạch rồi giờ làm nào?
chị, lúc đó chị đang hình dung chị muốn phản ứng của anh người yêu như thế nào với một nhà văn. Chị đi ra trước ấy, chị có cảm giác duy nhất thôi là tay chân run đầy bẫy, xong mồ hôi cứ thế nó tuôn ra mà mình run ấy. Bồ rất tỉnh mơ, có con thì núi, có con thì núi. Ồ, rất tỉnh, lại đây với anh. Con nhỏ bò tới đúng nghĩa của con mèo. Chứ mình nuôi thiệt hả? Cái ừ thì nuôi, thì đằng nào cũng phải có con mình mà mình nuôi thôi. Đấy, thế mới thấy rằng là phản ứng của đàn ông buồn cười lắm. Cực kỳ dứt khoát, cực kỳ nhanh gọn đúng không? Không, tại vì nam giới không, thông thường họ sẽ giải quyết vấn đề dựa trên cái chung, đi ở cái phổ quát trước. Cho nên đúng là công thức, ủa có con thì sao, có con thì đẻ, đẻ xong thì nuôi. Đó là cái câu chuyện nó rất chung. Nhưng phụ nữ á, mình bỏ qua cái vỏ đó, bắt đầu mình rồi có bầu rồi sao, rồi phá tướng, rồi sữa đâu, rồi ai nuôi nó, rồi ba nó có thương nó không. Có nghĩa là chúng ta bắt đầu tập trung vào chi tiết và nó làm cho phụ nữ trở nên lo lắng và bất an nhiều hơn. Dạ. Đó. Trong cái quá trình mà mình mang bầu, mình thay đổi như thế nào về cơ thể của mình cũng như là tâm sinh lý, chị có thể chia sẻ nhiều hơn không? Có một câu mà kinh điển luôn mà bạn bồ sau này bạn còn nói: ngày hôm trước còn đi ba quẩy, rồi hôm sau đó thành mẹ hiền rồi. Đi đâu cũng ron ra ron rén. Những một khi mà biết mình mang bầu, tự nhiên trở nên rất là ron rén. Là ăn cố cái... tình hay là tự nhiên cái tự toàn nhiên bộ cái hành vi thể... đúng là toàn bộ hành vi nó thay đổi một phát bộ luôn. Ôi. Giống như kiểu lật mặt á. Ngày hôm trước vẫn còn đang là một chị rất kiểu mặc đồ cặp trễ đi ba, xong rồi vẫn còn kiểu ho nhảy nhót. Ngày hôm sau lật mặt, em trở thành bà mẹ rồi. Em phải dịu dàng, em phải đi khẽ, đi nghe nó khẽ cười duyên, xong rồi em phải ăn những thứ này, thứ này, thứ này. Từ một nữ hiệp giang hồ chuyển thành lệnh ý Hoàng Quý Phi nghe là phải rón rén. Em không biết là từ lúc mà em biết em có bầu, một cái là cái phản xạ của em khi mà em đi hoặc là em thấy ai gần tới mình hoặc là em làm gì, mặc dù bụng chưa bự, thì cái phản ứng của em là em đưa tay lên để em giữ lại, em sợ người ta va. Đó là sự kỳ diệu của não bộ á, chỉ huy toàn bộ tất cả những thứ mà cơ thể của mình đang có. Vậy là bạn trai có bị sốc không? Hai bạn đều sốc, tại vì là chị bị chưa kịp tìm hiểu, không có biết rằng là con người ta sẽ trải qua những chuyện ngán gì. Thường thì xem phim mà sẽ thấy kiểu ngán là kiểu ọe gần chết thôi, chứ kiểu ăn cái gì cũng không được thôi. Thì đó là ngán. Hóa ra trên đời này có 1 tỷ thứ ngán. Đúng rồi. Bởi vậy mới phải mời nhiều khách mời tới đây để chúng ta nghe được 1 tỷ câu chuyện. Rồi. Thế thì mình ngán ngủ, một ngày có thể ngủ như một con, biết con lười không, biết con sloth không? Nó là một cái con có thể nằm cả ngày và nó ngủ thôi. Nó thể biến thành một con sloth nằm cả ngày và ngủ. Ngủ bỏ ăn trưa, ngủ bỏ ăn tối. Ngủ bỏ bồ luôn. Không thèm muốn cái gì ngoài chuyện ngủ, mà ngủ nhiều đến cái độ mà cơ thể nó ngưng hoạt động luôn. Không có nhu cầu ăn, cơ thể nó chỉ có nhu cầu ngủ thôi. Bạn bồ thì xoắn ra hai bên cãi nhau. Rồi lúc đấy mình với lại bồ cũng không hề biết rằng là đấy là một cơn ngán. Thật ra mình ngán khác mọi người. Bạn ấy thì lại nghĩ là mình lại không có quan tâm đến sự điều độ. Không, bạn ấy thì nghĩ rằng là mình lười quá mức thôi. Tự nhiên đột nhiên trở nên bị y quá mức. Tại vì mình bình thường thì mình rất là hoạt bát vận động, đi tới đi lui làm việc trong nhà. Đến giờ ăn, bạn cũng phải mua đồ ăn về mình mới ăn. Không thôi, mình lười đến cái độ như thế này cơ. Nhấc cái điện thoại lên, gọi cho ship. Tại vì có một cái hàng ăn quen rồi, chỉ cần gọi cho người ta, người ta đem đến, lấy thôi. Mà mình còn lười đến độ không ăn đi lấy. Không gọi luôn. Không gọi luôn. Nghĩ đến cái việc mà phải giơ tay lên để cầm cái điện thoại gọi thôi là nó không muốn làm. Ngủ ngon hơn. Nghe đồn là chị tự cách ly xã hội luôn đúng không? Thì đây, tại vì là chưa kịp tiêm vaccine, chưa kịp tiêm rubella, chưa kịp tiêm bất cứ một cái gì hết. Mà tại vì là rõ ràng là trước khi mà em mang bầu em phải chuẩn bị tất cả những cái đấy đúng không? Thì kịp làm gì đâu, bực cái là khổ xong. Chỉ ở trong khuôn viên của căn nhà 45m² đó thôi. Đúng 6 tháng luôn. Rất hiếm khi ra ngoài, trừ khi là phải đi đến bệnh viện để kiểm tra. Mặc dù mình chủ động với cái việc cách ly, nhưng hỏi thật, có những cái diễn biến tâm lý lúc đó với 4 bức tường 45m như vậy, nó có tạo ra cho mình những cái cơn tù túng không? Khi mà mình đã xong vụ ngán ngủ nha, chứ lúc ngủ là không bàn nữa. Ngủ hết 3 tháng. Thế thành ra 3 tháng tiếp theo nó lại cho mình một khoảng thời gian đủ dài, chính là cái khoảng thời gian mà mình tìm hiểu tất cả mọi thứ về chăm sóc em bé, khoa học như thế nào, dành thời gian để đọc. Em thì nghĩ với tính cách của khách mời của chúng ta ngày hôm nay á, thì rõ ràng là cái chuyện mà cách ly đó là cách ly chủ động, và đúng chị rồi. Sẽ tận hưởng cái khoảng thời gian đó một cách tuyệt đối và rất là thoải mái trong cái chuyện cách ly đó. Có một điều vui, một thú vui khác nữa mà bây giờ tất cả mọi người trong khoảng thời gian cách ly hay làm: shopping. Hồi đấy chưa có mấy các bạn thương mại điện tử như bây giờ đâu. Hồi đấy phải đi mua ở cái trang rất là nổi tiếng của nước ngoài, vào chọn một món hàng, xong rồi xuống dưới nó có khoảng tầm 1.000 cái review, đọc 1.000 cái review mọi nhận xét, nhưng mà hãy đọc cái review mà người ta cho 1 sao á, để xem tại sao người ta sao sản phẩm này 1 sao, 2 sao hoặc 3 sao. Thế là mình ngồi mình đọc tất cả mọi thứ, cho nên thành ra là một cái sản phẩm mình có thể nói được chính xác cái sản phẩm này nhược điểm của nó nằm ở đâu. Cái công việc đó là một công việc cực kỳ tao nhã, thú vui tao nhã mỗi ngày, và nó tốn thời gian, giết thời gian. Như vậy thì trong cái quá trình thai kỳ của chị là êm ả không? Có một vụ. Vụ gì?
bộ ốm. Bộ ốm, bộ sốt xuất huyết. Bộ bị sốt xuất huyết, mình mang cái bụng bầu như này, thế bây giờ làm sao chăm? Tại vì mình đang cách ly mà. Bồ tự vác thân vào trong bệnh viện, xong rồi trong bệnh viện chán quá bồ vác thân đi về, bảo cho anh ơi anh lấy cho em, lại vác thân vào bệnh viện. Trời ơi, trời. Trời. Tự nhiên tôi lại thương ông bồ vậy trời. Đúng là 1001 câu chuyện. Hồi đấy ở Sài Gòn thì không sinh, quê mình ở quê mà, ở Quảng Ngãi. Mình về là tại vì có một phần là có chị bạn thì chị trở thành bác sĩ phụ sản mà phụ trách mổ phẫu thuật ở bệnh viện. Vác cái bụng bầu 33 tuần như thế này về đau được tháng, bị sẩn ngứa thai kỳ. Sẩn ngứa thai kỳ lúc đấy mới bị đúng rồi, còn 2 tuần nữa sinh là bắt đầu sẩn ngứa thai kỳ. Đã hiểu được cảm giác mà con khỉ tại sao nó cứ xuống đàn đến đây. Nó ngứa một cách khủng khiếp mà nó nhưng mà nó ứng lên nào. Da chưa hay nó chỉ ngứa thôi, nó ngứa thì mẩn thôi, nó ngứa toàn bộ cả cơ thể luôn. Không có cách nào để dừng được cái cơn ngứa đó. Thực ra nó là một trong những dấu hiệu của rạn da nữa đó. Ngồi tìm hết tất cả các bí kíp trên đời này làm thế nào để giảm ngứa. Là phải ngứa. Xong có một câu trả lời duy nhất, chẳng có cách nào cả. Chẳng có cách nào cả. Đúng rồi. Từ nào là ngâm nước ấm, chừng nước lạnh, rồi ngâm nước khổ qua cả ngày, chui vào trong cái bồn á, đổ nước khổ qua vào cho nó mát á. Trời ơi, kiểu kinh hoàng lắm. Tổ chức ghi hình tại California, Hoa Kỳ. Liên lạc ngay với chúng tôi qua Fanpage Chat với mẹ bỉm sữa hoặc Viber Zalo 0522 961076. Rồi đến ngày đi sinh có lười như vậy không? Hoành tráng lắm. Hôm đấy buổi sáng đẹp trời, đi tè tè lúc đấy tầm 5 giờ sáng. Tè xong ra đi vào leo lên giường, xong thấy ướt ướt. Vỡ ối rồi. Lúc đấy mà nghĩ được vỡ ối thì đã thông minh. Lúc đấy như thế này, mình bị tè xón. Mình bị tè dầm. Cảm giác hoài nghi bản thân. Nó hoài nghi bản thân. Ủa, bầu thôi mà sao kỳ vậy. Bảo chứ ủa, sao tự nhiên cái mình bị tè dầm, sờ. Đi vào toilet tiếp. Xong rồi lại đi ra, mình cũng chẳng nghĩ gì. Xong rồi tại vì đó nó không đau, không cơ gò giả, không có một cái dấu hiệu gì cả, mình đứng mình nghĩ một hồi, đúng cảm giác đứng giữa nhà như thế này. Xong rồi lúc ra 5 giờ sáng cứ nghĩ đi nghĩ lại, bảo cho chuyện gì xảy ra như thế này. Quyết định vào gõ cửa phòng, mama con vợ ối rồi. Mama con vợ ối rồi. Sao rồi? Lúc đó là thông minh đâu đó, lúc đấy là đã bắt đầu hoạt động trở lại. Không, ngay từ chỗ của chị Uyên mình muốn nói một điều như thế nè, tại chị Uyên nghĩ là phải có gò nè, rồi phải râm ran rồi các kiểu. Tôi bị vỡ ối ngay tại hội trường Đại học Kinh tế Luật. Vì sao? Vì mẹ ruột của tôi, thêm một bác hàng xóm nhiệt tình của nhà tôi, luôn khăng khăng rằng nước ối nó màu hồng. Nước ối nó phải là màu hồng, hoặc là nó tái hồng. Nhưng kính thưa quý vị, từ 7 giờ tối hôm trước, thực ra tôi đã rỉ ối nhưng nó không có hồng. Nó màu trắng. Và tôi nghĩ rằng chắc xóm thôi. Sáng hôm sau tôi vẫn xách đít đi dạy mà. Và đó là lý do mà khi mà tôi làm một cái xà, nó ướt hết cái sàn, thì tôi nói này là ối rồi nè. Giờ nó màu gì thì tôi không cần biết. Phải chi mà mọi người đừng có cam đoan cái vụ nước ối màu hồng. Tôi đâu có đi dạy vào sáng hôm đó làm chi. Để đỡ quê. Đúng rồi. Rồi sao rồi lúc đó má tin không? Thế là má thúc dậy. Đập ba dậy. Đi đẻ. Ủa? Rồi đã đẻ. Anh dậy đi đẻ. Bà má kêu không ba? Dậy đi đẻ. Bà bực dậy. Xong qua điện thoại. Xét vào đó. Và phòng xăm như người ta, nói chung là cũng khá là bình thường. Chưa đến nổi, từ đó mới là vấn đề. Chưa đến nổi thì bắt đầu từ đây mới ra nông nổi nè, đúng từ không? Từ đây mới là ra nông nổi nè. Nó giống y chang như ngày hôm nay mặc bộ đồ lộng lẫy như thế này nè, xong rồi vào đây. Mình cũng nghĩ là ok, mình bước chân vào trong phòng xanh, biết phòng xanh đúng không? Phải đẹp rồi, nhưng mà cũng nghĩ rằng là ok, mình cũng sẵn sàng cho chuyện là mình sẽ có cơn gò này, mình cũng sẽ bị đau rồi, mà cũng xong rồi vào mà chưa vào trong đó là kiểu các thai phụ la liệt, một kiểu họ đau á, họ cào tường. Kể cho nghe một cái khoảng cực kỳ đỉnh cao luôn. Có một cái chị ôm cái chân giường, chị kích thước cái chân giường, bảo chứ anh ơi. Lúc đó là tội của những ông chồng được hài ra đầy đủ. Chưa, có một chị còn đỉnh cao hơn. Biết là cái cửa Chị bám lên thang cửa. Trời sao có thể có sức vậy trời. Chị đu lên cái thang cửa. Mà chị cứ đu lên thang cửa chứ bảo ôi công nhận. Mình cười mà mình thề với mình cười muốn tụt con đâu. Mình kiểu ủa tại sao, ủa, tại sao mọi đau? Người mọi người đau thế mà mình không động. Đau gì cả đâu mà xin động lắm luôn. Cái kiểu lúc đấy chị nghĩ trong đầu bây giờ mà quay TikTok kiểu là bây giờ. Lúc đấy thì người ta qua cho người ta cho đo tim thai. Vậy em bé thì vì bắt đầu vừa ối rồi, người ta kiểm tra xem mà có mở chưa, xong rồi bác sĩ xuống kiểm tra. Cái cảm giác mà kiểu cứ nằm ở đấy xong rồi cứ 30 phút có một người vào chọn. Ủa
ôi cảm giác nó kỳ cục lắm luôn á. Cảm giác mình rất nguyên thủy á, thiệt luôn. Cứ nằm đấy xong rồi cứ kiểu có 30 phút có một bác sĩ đi qua lại chọc cái hỏi. Xong rồi cứ hai vân, xong rồi vẫn hai vân, và cái cảm giác nó kỳ lắm hiểu không? Xong rồi trong lúc mình nằm trên giường đo tim thai á, lúc đó chỉ nghĩ trong đầu thôi, nói với con bé con thì con bé con đặt tên cho nó là Mật Ong. Thì mới bảo là Mật Ong ơi, giờ thôi thế này đi, mình thỏa thuận đi, mẹ sợ đau lắm. Làm gì cũng được nhưng mà mẹ sợ đau lắm, thế cho nên đừng làm mẹ đau, cứ ra đường vẫn bình thường là được, đừng làm mẹ đau. Không biết nó có nghe được hay không. Đỉnh cao không biết thần giao cách cảm thế nào, nó không thèm gò luôn. Không đau luôn, im luôn. Không đau đẻ. Sau này có một cái truyền thuyết là Uyên chỉ biết mang bầu thôi, không biết đẻ con. Mang cái bụng bầu to đùng như giống mọi người đó, nhưng mà hoàn toàn không biết đẻ. Nằm chờ mãi đến khoảng tầm 10 giờ không thể mở thêm phân nào. Ủa thì cứ thế chạy tí tách tí tách. Trong khi người ta thì người thì cào từ, người thì lắp chiều, người thì đấu cửa sổ. Mình đi qua đi lại cười ta ta ta, kiểu cười toe luôn đó. Đúng kiểu đi vào đây kiểu cười toe mà thôi, không biết làm nào, kiểu sao tại sao mình không giống mọi người kiểu vậy. Xong rồi đi qua đi lại, xong rồi các bác sĩ nhìn mặt xong bảo chứ, người nhà hả? Người nhà hả? Mà người nhà hả? Hỏi người nhà hả? Bảo chứ em đi đẻ mà. Đi đẻ kiểu gì? Kêu thì đi đẻ thì đâu có đâu. Kiểu của em. Thì kiểu của em thôi kiểu vậy. Chị bạn chỉ quyết định là thôi, bây giờ có quyết định là hoặc là tiêm thuốc kích. Mà như thế thì rất là kiệt sức. Chị cho lựa chọn. Em có hai lựa chọn. Một là sẽ tiêm thuốc kích thì khoảng tầm 5 đến 6 tiếng em sẽ đẻ vào buổi tối. Hoặc là bây giờ chị ký giấy, chị ra chị nói ba má ký giấy thì chị giải quyết luôn. Cách nào mà nhanh gọn đi chị. Cách nào được thì nhanh gọn. Đúng rồi. Chị ký giấy cho đi đi sinh mổ. Lúc mà đi sinh mổ thì biết rồi đó, phải làm lông đúng không? Ủa em tưởng lúc nhập viện là người ta đã làm rồi. Chưa. Chưa à? Chưa, tại vì đến lúc đẻ thì người ta mới làm. Lần đầu tiên trong đời hiểu được cảm giác thế nào gọi là làm lông. Là làm lông. Thật ra là ở nhà cũng đã tự xếp trước rồi, cũng đã tự chuẩn bị trước rồi. Nhưng mà nói chung là người ta cần phải sạch hơn, lột ra xong rồi kiểu tông ngông như thế, xong quay về hình trạng nguyên thủy như thế người ta. Thiệt á, tôi bị ám ảnh đâu đến cả nửa năm về cái câu chuyện đó là làm chân giò và làm heo sau đó. Thật ra mình nghĩ á, sau này mà các mẹ mà có đi sinh em bé mà để cho cái cảm giác mà nó không bị tổn thương như vậy, tốt nhất nên tự mình làm. Nó có cảm giác nó kỳ lắm. Mặc dù nó là nghiệp vụ của họ, họ không chả nghĩ gì đâu, nhưng mà từ phía mình á. Sau khi làm lông xong rồi, các chị cho mặc cái áo để vào phòng mổ, nó là một cái tập về dài thôi, được cả đằng sau thôi đó. Leo lên bàn mổ. Thì hồi đấy mình đã có hình xăm rồi. Mình có mấy cái hình xăm sau lưng. Xong rồi các chị nhìn thấy mình, lúc này các chị cởi cái áo ra, xong rồi các chị nhìn thấy mình có hình xăm, ngạc nhiên quá, tại vì gần như mình là người duy nhất vào cái bệnh viện đó có hình xăm. Các chị điều dưỡng với lại bác sĩ gây mê trong đấy, một có cả bác sĩ gây mê nam đấy chứ. Cứ rút ra. Xong rồi bảo anh hỏi đi. Anh kia với lại đi xuống đi gây tê bằng cứng mà, chứ hồi đấy không có chụp thuốc mê. Em anh hỏi bà chuyện gì cơ? Xăm có đau? Không, xong rồi chứ. Xăm bố mẹ rồi vô. Xong rồi hỏi 800 chuyện trên đời về hình xăm. Thực ra lúc đó là một cái chiêu của họ. Họ đã làm được một mớ thứ trên cơ thể mình. Đúng rồi. Họ đã xuyên được một phát vào đây. Xong rồi bắt đầu kiểu tay chân tê hết rồi. Họ bảo cứ im nằm im đi nha, yên tâm đi, tẹo nữa cắt. Sẽ nói tại vì có một cả một cái hình xăm đằng trước nữa. Cho nên thành ra là mới bảo rằng là yên tâm đi, tẹo nữa chị sẽ nói với chị bác sĩ cắt không có phạm vào hình xăm đâu, đừng lo kiểu vậy. Rất là kiểu an ủi, rất an nữa chứ. Mình chỉ nghĩ ủa sao giống như kiểu mình đang đi fashion show khoe hình xăm của mình. Sau đấy thì em bé ra đời. Nhưng mà có một cái điều mà hồi đấy, bây giờ thì mình nghĩ là phụ sản nó tốt hơn rồi. Là sau khi mổ hay là sinh con, người ta đều cho bà mẹ nhìn thấy đứa bé trước. Hồi đấy mình còn không biết mặt mũi con mình như thế nào. Wow, ẵm đi luôn. Ẵm đi luôn, ẵm ông bà ẵm đi luôn. Nhưng mà mình có biết cái cú mà con được lấy ra từ người của mẹ không? Không, lúc đấy là bắt đầu kiểu Mê rồi. Nghĩa là gây tê bằng cứng, nhưng mà đầu óc nó sẽ bị đơ. Đúng rồi. Nó cũng bị đơ hoàn toàn, không nghe được cái tiếng gì. Lúc đấy mình còn nhớ rằng cái cảm giác như thế này. Trong bệnh viện có một cái trò rất là ác, bỏ cái đồng hồ trên tường á, đúng cái tầm nhìn luôn. Mà cái đồng hồ kim á, kim hả? Cái nhìn cái kim chạy, nhìn cái kim là biết là mình nằm trên giường bệnh bao lâu. Chỉ nhìn cái kim đó thôi, hoàn toàn không nghe được hết. Toàn bộ nó ù đi. Lúc con ra đời cũng không biết luôn. Lúc xong rồi, người ta đẩy mình quay ngược trở lại phòng hậu sản. Thì mình không biết mặt mũi con mình trông như thế nào, nó ra làm sao nhẽ ra. Người ta nên đem cho mình nhìn thấy đứa con đúng của mình rồi. Lúc đấy thì nó sẽ rất là an ủi mình. Đó là mình nằm trong phòng hồi sức, bắt đầu nó ra thuốc cực kỳ khủng khiếp. Cái lúc mà hậu sản á, đấy mới là cái khoảng thời gian mà đúng là cần mà thai phụ, sản phụ, người ta cần có người nhà bên cạnh. Mình rã thuốc mà nó rung, tưởng tượng là tay chân nó đập cạch 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 vào trong, mà nguyên cả một cái phòng trắng toát.
mà xung quanh chỉ toàn là những người như vậy. Đúng rồi. Xong rồi mình cứ nhìn cũng nhìn cái đồng hồ sao vậy, nghĩa là mình bị ám ảnh bởi cái đồng hồ từ hồi đấy luôn á. Mình nhìn bây giờ mình nhìn đồng hồ là mình sợ cái đồng hồ mà cứ quay như thế này là mình rất là stress sợ. Sau sang trấn luôn à? Sang trấn luôn mà trong vòng mình ra khỏi phòng xanh là lúc 11 giờ, mình nhớ là mình nhìn cái đồng hồ từ lúc 10 giờ 45 phút là mình được đẩy ra khỏi đấy. Mình nhìn cái đồng hồ cho đến lúc 6 giờ 45 phút mình được tiêm 2 lần thuốc, tại vì nó rã thuốc nó lạnh quá không gọi được, tại vì không còn đủ sức để gọi được. Lúc đấy mình chỉ mong rằng là có ai đó ở bên cạnh mình để mình có thể thì thào được với họ rằng là em lạnh quá, đắp thêm chăn cho em. Đúng rồi. Vậy. Nhưng mà kiểu có cảm giác bị bỏ lại một mình ở đây ngay sau khi vừa sinh đứa trẻ ra. Như Uyên Bùi là Uyên Bùi thấy cái đồng hồ mà bị ám ảnh, thì một vài những cái bạn của mình á, các bạn đã bị ám ảnh bởi cái tiếng kim á, tại vì trong cái phòng hồi sức là nó rất là yên lặng, không có được gây tiếng động. 8 tiếng đồng hồ chỉ ngồi ở đấy, chỉ để nhìn cái đồng hồ đó thôi, không ngủ được. Đợi đến không tiếng ngủ. Thứ 9 thì sao? À may quá được đẩy ra khỏi đấy rồi cho thật cho bay. Lúc đấy kiểu mình nghĩ mình tới giới hạn rồi đó. Rồi vẫn chưa được gặp con đó. Chưa cho về phòng ngay tại vì chưa xếp được phòng. Thế là nó đẩy về một cái phòng bệnh chung. Phòng chờ, đặt là phòng bệnh chờ. Chung. Mà lúc đấy thường thường là lúc mà mình mổ xong thì mình sẽ không ấy, người ta sẽ nối cho mình một cái dây để lấy thông tiểu đúng không? Đẩy mình đi trong cái tình trạng mà đi xuyên qua tất cả những người lạ trên đời này như vậy. Đẩy vào một cái phòng chờ, chắc phải có 24 sản phụ trong đấy với 100 người nhà trong đấy, mà mình còn không có giường để nằm, vẫn nằm đến cáng. Xong rồi mình chỉ nghĩ trong đầu là mình sẽ nằm trong tình trạng này đến bao lâu, bao nhiêu tiêu cực là nó sản sinh ra từ khoảng thời gian đấy, kiểu cảm thấy rất là tuyệt vọng. Đúng là cảm giác tuyệt vọng, tại sao mình lại ở trong hoàn cảnh này, tại sao mình ở trong hoàn cảnh này, và nếu mà bây giờ mình nhắm mắt lại và mình không thể nào tỉnh dậy nữa, và mình còn chưa kịp nhìn thấy mặt con mình. Cuối cùng thì cũng êm đẹp. Ở đây không có phòng một giường một người. Phòng xa xỉ nhất là phòng 3 giường. Đúng rồi. Ở Sài Gòn không sao. Tôi nãy cho nên nãy giờ tôi cứ thắc mắc là ta nói coi như là lượt ngược đường ngược gió để làm chi. Xong rồi vào cái phòng 3 giường được 12 mét vuông, sắp 3 cái giường như cá mòi kề nhau. Đúng rồi, kề nhau. Nhưng mà được cái như thế này ở quê á, thì được cái là mọi người rất là hay vồn vã nồng nhiệt, hay đến thăm, kiểu nói chuyện thì chắc ở đâu này thì chắc cú lại cũng nghe kiểu vậy. Sản phụ đang cần được nghỉ ngơi. Lúc nào cũng giống như kiểu giữa tiệc chúc mừng, ok sinh con rồi kiểu vậy, lúc nào cũng như thế. Mình thì mình cũng cố theo kiểu rằng là ok được rồi, tại vì nó là cái phòng chung, mình không thế này là nó họ tra được. Bình thường sinh bình thường thì 3 ngày là được về rồi. Sinh bổ 1 tuần. Cái lúc mà nhìn thấy con, để kể ngay mình được đẩy về phòng trước, người ta đem con mình đến sau. Má mình thì bảo là con bé đang nằm trong phòng của nhi khoa. Ô nó ỉa phân su rồi, đẹp lắm. Hồi đấy mình hoàn toàn, các bạn còn nhớ là khi mà mình trở thành bà mẹ, ngày xưa mình thấy các bà mẹ cứ suốt ngày đi khoe phân con à. Mình thấy sao mà kỳ vậy, cái sở thích gì mà kỳ vậy, khủng khiếp. Khi mình quay trở về lại cái phòng mà trước khi vào phòng, câu đầu tiên má mình khoe là con mình ỉa phân su đẹp lắm. Đầu tiên là khoe phân su trước, xong sau bé bảo kêu con bé không khóc, cười xinh lắm. Mình bảo ok thôi được rồi. Phải chi đảo hai nội dung đó lại thì đỡ biết bao nhiêu. Đỡ bị sốc. Đỡ sốc văn hóa. Mình về phòng rồi, ổn định được cái giường rồi. Cái giường đơn các bạn ạ, biết giường bệnh rồi mà. Cái giường đơn mà mẹ nằm còn rớt cái đứa con đó chị. Thêm đứa bé nữa. Nó không phải đẹp như trong phim, kiểu có cái giường đẹp đẽ xong rồi bên này có cái hộp đựng trẻ con, kiểu nhìn lộng lẫy, kiểu lãng mạn chết đâu. Thôi các bạn đừng mơ mộng kiểu đấy. Cái giường bé tí, chắc nó bé được bằng cái bàn này á. Xong rồi hai mẹ con nằm nghiêng. Kiểu mà chỉ cần nhích ra một cái là rớt khỏi giường á. Cái vậy. Cảm giác sinh mổ mà nằm nghiêng. Wow, nguyên combo luôn. Đúng rồi, nguyên combo luôn đó. Lần đầu tiên mà nhìn thấy con lúc mà má đặt con bé con xuống. Đáng là lạc. Lần đầu tiên là có nhìn thấy con là nghĩ gì? Không, bà này đừng hỏi bà, con bà 4kg nó đẹp lắm. Con em 4kg nó căng lắm, da nó căng cho nên em thấy nó đẹp lắm. À thì à? Dạ. Em hai đứa cho nên cảm giác nào cũng có đủ hết rồi, bây giờ Uyên nói đi. Câu đầu tiên nhìn thấy con bé con là bảo chứ, không phải tốn tiền gọt cầm rồi. Cầm nhọn hả? Nhọn. Không hiểu tại sao, đấy là cái suy nghĩ đầu tiên nhảy vào trong đầu luôn. Không phải tốn tiền gọt cầm luôn. Ê, bà này bà tập trung vô cái trend nhan sắc ghê ha. Lại là một câu chuyện khác. Nó không giống ai hết chị ơi. Đúng rồi, không có hành trình nào giống hành trình nào hết á. Mình tiếp tới cái giai đoạn là mình nuôi con nè. Lúc đó là sữa của chị về chưa? Chưa, 4 ngày sau sữa mới về. Là lúc đó vẫn còn trong bệnh viện? Còn trong bệnh viện, không có sữa. Chồng mình đi lúc đấy là thành chồng rồi. Đem sữa về cho con, tại vì đang ở Sài Gòn mà. Mẹ con không có máy bay. Ông phải ngồi tàu 2 giờ sáng rồi lết xác về. Thế con bé nó đói. Nó gào.
gào lên cả làng, xong rồi đợi bố nó mang được sữa về nó mới im. Ở quê lại có kinh nghiệm dân gian á, đắp lá trầu với lại rượu nếp á, cho nó ấm lên, cơm rượu nếp á, xong rồi đắp lên đây cho nó ấm lên thì nó sẽ làm giãn tất cả các cơ ra thì nó về, mà nó về thật. Đắp xong rồi nó căng ra, xong rồi đến lúc mà nó về rồi á, bố không kịp đắp sữa nó sốt. Bà ơi, mình là còn bị chữa ngực nữa chứ. Nghĩa là cái bụng thì bé tí thế này, người thì bé tí thế này, ngực thì to. Sinh con ra con 2 tháng rồi đầu con bé hơn ngực mình, đầu con bé hơn ngực mình. Lúc đó nó là số đo là phải tính đơn vị bằng mét, cm là ra chỗ khác chơi. Tưởng tượng là vẫn còn cái hình đó mà. Nghĩa là con ngồi ở giữa thế này, nghĩa là nhìn vào là hai cái quả được hai trước đầu bé tí thật chứ. Phải. Rồi lúc đó thông bằng cách nào? Thế là phải lấy nước ấm đổ vào trong chai á. Đúng rồi, mà nó đau. Đau lắm. Nó vừa bỏng vừa đau mà nó sốt, mà hoàn toàn không biết mình bị sốt do tắc sữa. Không chỉ ở cử 1 tháng đâu nha. 3 tháng 10 ngày đủ như chó luôn á. biết câu đó không? Tại vì con chó đó mất 2-3 tháng 10 ngày. Rồi ông chồng cũng bị kiên cử luôn. Không, chồng cứ chạy ra chạy vào vẫn còn đang làm trong Sài Gòn. Nhưng mà ý là lúc đó dù có vào thì đúng trong giai đoạn 3 tháng 10 ngày đúng thì rồi, cũng không được tháo cách ly luôn. Đúng rồi, không. Giống như kiểu chưa bút lịch được luôn kiểu vậy. Biết cái trò không tắm không? Cái trò không được gội đầu á. 1 tháng không? 1 tháng. 1 tháng gội đầu là 3 tháng, sau 1 tháng được tắm. Đúng rồi, sau 1 tháng được tắm. Tắm sơ nha cưng. Tắm là kiểu tắm như kiểu tắm hương tắm hoa. Tắm sơ. Tắm kiểu là kiểu nhúng khăn vào nước xong lau từ đến đầu xuống. Tắm khô. Còn lại toàn bộ khoảng thời gian đó là gì? Là hơ lửa. Than thì quạt cho nó tàn đi, nó chỉ còn cái gần lửa đó thôi thì hơ, nằm hơ xong mới lại tắm bằng rượu gừng. Nhưng công nhận rượu gừng thì nó sát trùng, với lại xong muối chanh. Trời ơi, xong muối chanh xong rồi biết là muối nó dính vào người chứ gì. Bây giờ nghĩ lại không biết tại sao mình sống sót. Công nhận ha, cái thai kỳ của bà nồng nàn và mặn mòi ghê. Sau thời gian ở cử 3 tháng 10 ngày là mình lật đật mình vô Sài Gòn. Đúng, tôi nghĩ bà phải di tản gấp. Bà di tản gấp, bà không chịu nổi. Di tản vào Sài Gòn xong rồi hai vợ chồng lại thai với nhau. Tại vì cũng không có thể giúp việc. À, quyết định là kiểu ok, con mình sinh ra mình phải có trách nhiệm vào nó. Kiểu chồng mình được đấy cho nên đảm đang kinh khủng luôn. Đến lúc đấy thì con cứng cáp rồi, hay bắt đầu lẫy, bắt đầu tại vì con bé 4 tháng rồi đó bắt đầu ngồi rồi. Nó khá là nhanh về vận động, chắc có gen gia đình. Nó lẫy, nó bò xong rồi nó như con chó con, nó giống như kiểu cảm giác nuôi một con pet á. Xong rồi cứ bò để cho nó bò lủng ngủ quanh nhà, thường thì sẽ ngủ dưới đất cho nó thoải mái. Sau đó lúc con bầu lại leo lên giường. Sinh con xong được 3 tháng, lúc con biết lẫy lại xuống dưới đất, hỏi tại sao con cắm đầu giường xuống đất. Đúng rồi. Khi mà quyết định bỏ giường là như thế này, nó lập kỷ lục luôn, người ta hat-trick có 3 phát rồi đúng không? Nó có 4 phát trên đầu, toàn cắm đầu xuống đất thôi. Thế là đầu đã mọc 4 cái sừng. Xong rồi bà mẹ cũng hoảng hồn quá, thôi bỏ giường đi, xuống đất hết. Thế là suốt ngày con bò lộn ngổn quanh nhà. Như vậy thì rõ ràng mà nói đây là một cái mẹ bỉm mà trong cái quá trình mang bầu lại có một cái cách hưởng thụ riêng, trong cái không gian riêng của mình. Rồi khi sanh con ra thì lại được sự hỗ trợ từ phía gia đình chăm con 3 tháng cho mình. Thực sự ra cái chuyện mà ở cử 3 tháng mà được hỗ trợ như vậy thì cũng rất là tốt quá chị. Em cảm thấy em rất là ganh tị luôn, tại vì em này em chẳng được ở cử ngày nào hết mà mình cũng không biết gì về điều đó. Cho nên là rõ ràng bây giờ nhìn chị thì rất là khỏe khoắn, còn mình thì nói thiệt chứ nãy giờ em ngồi mà em đau lưng đau lên đau xuống, em đổi 80 tư thế rồi đó. Cái tinh thần xuyên suốt nhất của Uyên Bùi ngày hôm nay mà chúng ta gặp á là sức mạnh đi từ bên trong bạn ấy. Em thì em chỉ phản đối cái chuyện mà không tắm thôi. Đúng rồi, đâu lại mình chỉ không tắm bằng nước thôi, tắm bằng thứ khác. Đúng rồi, tắm bằng thứ khác, tại vì lau cồn cả người thật ra nó sạch đông mà. Cực phẩm, không phải ai cũng có thể tắm được bằng ai rượu mà chưa gừng nghe. Mà rượu gừng lại còn phải hạ thổ đủ 100 ngày nhá. Bây giờ thì câu chuyện của chúng ta cũng cơ bản là gần như là kết thúc rồi. Thì chị có thể gửi những cái lời nhắn của mình dành cho người thân yêu của mình. Thật ra thì mình muốn nhắn đến bạn chồng cũ của mình. Thật ra bây giờ bọn mình đã là co-parent. Là ba của mực ông. Bố của mặt ông. Mình muốn nhắn đến bạn ấy là mình cảm ơn các khoảng thời gian mà bạn đã cùng mình kiểu chia sẻ cuộc sống này. Bọn mình đã rất hạnh phúc. Mình cũng anh đã hy sinh rất là nhiều thời gian từ làm việc full time để trở thành freelancer để có thể dành thời gian cho hai mẹ con mình. Cái khoảng thời gian mà mình bắt đầu trở thành tác giả, bắt đầu được nhiều người biết đến rồi đi ghi hình liên tục, cái khoảng thời gian nó khá là áp lực. Nó gần như thay mình trong việc chơi với con, dạy con, cùng con lớn. Nếu mà anh không dành thời gian đó cho mình, anh không dành 4 năm cả cuộc đời để của anh cho mình thì chắc mình cũng không được như bây giờ. Mình cũng sẽ không bao giờ ngồi đây để có thể nói chuyện về mọi chuyện một cách vui vẻ như thế này. Mình nghĩ là anh nó phải chịu đựng mình rất là nhiều.
tại vì mình bị stress sau sinh, mình bị trầm cảm, mình bị stress công việc. Có thể nói ra là trong khoảng thời gian đấy là khoảng thời gian rất là khó khăn. Mình rất là ghét nói câu nếu như, tại vì bất cứ một cái sự đổ vỡ nào hay là một cái sự kiện nào xảy ra trong đời mình thì nó cũng sẽ là cái cơ hội để cho mình học, để mình lớn lên và mình thích nghi. Thì mình chỉ muốn cảm ơn anh đã dành khoảng thời gian đấy cho mình. Cảm ơn chị, cảm ơn câu chuyện của chị mang đến cho chương trình ngày.